chào anh chị nhé. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Honda City Top đời 2017. Xe cực kỳ mới luôn. Em đi vào chi tiết cho anh chị xem. Nó khủng khiếp về độ mới. City Top 2017 đèn full LED. Honda City Top 2017, cá nhân một chủ, xe đi 20.000 km, 17 mà đi có 20.000, cực kỳ mới luôn. Em quay chi tiết nội thất cho anh chị xem, từng nút bấm rất mới, vô lăng đấy, mới phấn luôn đấy ạ. Km đấy ạ. City Top 2017, cá nhân một chủ, xe đi 23.000 km, rất mờ. Cực kỳ đẹp luôn. Honda City Top đời 2017, xe đi 23.000 km, cá nhân một chủ, mới khủng khiếp. Quá đẹp. Honda City Top 2017. Hyundai Accent 1.4 AT 2019, xe cá nhân một chủ từ đầu, đẹp xuất sắc. Thôi em xin đi vào chi tiết để anh chị nhìn này. Accent 1.4 AT 2019, quá mới. Hyundai Accent này anh chị nhé, em quay rất là cao góc. Cực kỳ mới luôn, từ phần gương cho đến phần sơn, xe này sơn zin 100%. Ở đây là em mời anh chị đi vào nội thất. Sao không có gì để chê, quá mới. Đây, em quay chi tiết từng chi tiết một cho anh chị luôn, từ tay phanh đến củ số cho đến vô lăng, cả đều đang phấn mới luôn. Xe đi được 12.000 km anh chị, trong quay phần chính rồi, cực kỳ mới. Hyundai Accent 1.4 AT 2019, cực kỳ mới. Cùng đèn dấu phẩy đặc trưng của Hyundai, ngôn ngữ thiết kế 2020. Hyundai Accent 1.4 AT 2019, xe mới bóc hộp luôn. Đây là phần cốp, từng phần nhựa chưa có một vết xước đằng sau cốp rồi, móc khóa mới tinh. Sao phần vô lăng thì sẽ xong như mới. Hyundai Accent 1.4 AT 2019, xe cá nhân một chủ từ đầu, Kia Cerato đời 2019, số sàn cực kỳ mới. Sau đây em quay chi tiết xe gửi anh chị ạ. Rất mới luôn, từ cụm đèn. Và nếu mà nhìn từ hình thức bên ngoài thì xe ô tô số sàn hay là xe ô tô 1.6 hay là xe ô tô 2.0
thì sẽ không nhận biết được đâu ạ. Vì là từ bản số sàn này nhà sản xuất đã rất ưu đãi rồi. Hình thức bên ngoài là giống hệt nhau ạ. Từ vành cho đến la răng cho đến đèn, cụm đèn, nếu mà nhìn bên ngoài chúng ta sẽ không thể nhận biết được đây là xe ô tô số gì, bảng số gì cả. Chiếc này được trang bị tương ứng với như một chiếc số tự động luôn đấy ạ. Kia Cerato số sàn đời 2019, xe cá nhân một chủ ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Em đi vào chi tiết cho anh chị xem. Từ phần cụm đèn sau rất đẹp. Kia Cerato chi tiết luôn. Quá mới. Vành chưa một vết xước. Quay kỹ phần vành luôn. Xe ô tô số sàn với bản kia nó chỉ khác nhau ở hộp số thôi. Tự động có option là giống hệt nhau. Cũng được trang bị cảm biến vân tay để mở cửa luôn ạ. Sau đây mời anh chị xem nội thất của xe. Từ cầu tay này cũng được sâu ra giống hệt bản số tự động. Mã khóa cửa cũng được mã chrome. Đây cái mà thú vị nhất đây. Em bật điện cho anh chị. Sao? Giống hết bản chấm 6 tự động luôn à. Được cả màn hình cõng rồi con. Số sàn nhưng vẫn có cả cruise control hai bên đủ như hết như bản 2.0 hoặc là 1.6 luôn. Có cả ga tự động luôn ạ. Xe cực kỳ mới luôn. Mới quá. Bên ngoài cũng được trang bị xi nhan gương. Thật sự nếu mà để em nhìn em không phân biệt ở đâu là số sàn đâu số tự động rồi. Chỉ về khi nhìn vào trong nội thất mới biết. Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo, model 2020, xe cá nhân một chủ từ đầu. Model 2020 được trang bị đèn full LED thì cực kỳ đẹp luôn. Xe rất mới. Em quay chi tiết cho anh chị xem. Đẹp quá. Trong phân khúc tầm tiền này mà Tucson nó là số 1 rồi. Thật là sự là rất đẹp. Bản Turbo 1.6 á, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Tucson Turbo 1.6 model 2020 ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Nhiên liệu thì khỏi bàn. Cửa nóc panorama toàn cảnh. Hyundai Tucson Turbo 1.6, bản cao nhất của Tucson. Cá nhân một chủ từ đầu. Em quay kỹ chi tiết cho anh chị xem. Em nhìn còn thấy thích, mới quá. Xe quá mới luôn ạ. Tú app Wedding, bài hát của Tú app liên hệ sau 6886 hoặc truy cập tú app.net để biết thêm chi tiết. Rất xứng đáng. Tucson Turbo đời 2018, model 2020, model mới nhất bây giờ đấy ạ. Thị trường nó rất ít, số lượng mà xe cũ bán ra thị trường gần như không có. Em mời chị ngắm lại một lần nữa. Hyundai Tucson Turbo 1.6, sản xuất 2019, model 2020. Đăng ký cuối năm 2019, xe mới đi được có mấy tháng nữa. Siêu mới. Hyundai Santa Fe đời 2018, cá nhân một chủ, máy xăng nhá. Xe cực kỳ mới luôn, lâu lắm rồi bên em mới gặp một chiếc như thế. Đây em sẽ đi vào phần chi tiết cho anh chị ạ. Đầu tiên là cái cụm đèn. Ý, nhìn cụm đèn nó đã thấy mới thật. Mới khủng khiếp luôn nhá. Em dám cam kết ở thời điểm này xe em đang là mới nhất thị trường bây giờ. Santa Fe 2018, máy xăng, một chủ từ đầu, màu vàng cát.
mới lắm anh chị ạ, mới khủng khiếp, chủ xe cực kỳ giữ gìn nhé. Kể cả từ những cái phần nhựa này chủ xe đã dán hết đen sần để cho khỏi xước nhé, nên là gần như nó nguyên bản 100% luôn, đến cả từ vô lăng ạ, tất cả luôn. Ghế anh chị nhìn đẹp dã man. Đây cần số, khu vực cần số đấy, còn chưa bóc hết ni lông luôn ạ, ni lông vẫn còn nguyên, ni lông ở những cái đai này còn nguyên luôn ạ, hai bên đai ni lông còn nguyên ạ. Santa Fe 2018 máy xăng ạ. Đây này, khu vực này cũng thế này, giờ là chủ xe dán này, trong bóc ra là đen kít luôn, đen kít hết toàn bộ luôn ạ. Nên xe rất mới, ni lông chưa bóc, ni lông chưa bóc, cực kỳ mới luôn, nhiều lắm, nhiều điểm ni lông chưa bóc lắm mà em chủ xe đi rất là giữ gìn ạ. Santa Fe nhá, 2018 máy xăng ạ. Em ở đây anh chị, lâu lắm rồi với chiếc xe làm em hào hứng như này. Này, thấy bóng ạ, ở khóa cửa vẫn chưa mở luôn. Anh chị nhìn giấy bóng này chưa bóc, giấy bóng này cũng chưa bóc, giấy bóng chưa bóc luôn. Hàng ghế thứ ba là không hề ngồi một tẹo nào, toàn bộ hàng ghế thứ ba là giấy bóng còn nguyên luôn, chưa bóc nào, đúng như kiểu xe giao hãng ấy. Hộp phụ kiện cũng chưa bóc toàn bộ luôn, nguyên luôn, chưa dùng lần nào, giấy bóng còn nguyên. Santa Fe máy xăng 2018 xe không có đối thủ. Cực kỳ đẹp luôn. Tất cả hai bên về ghế. Hai bên về ghế. Đấy, cái tem Hàn Quốc còn nguyên luôn anh chị. Đây, ẩn sau này toàn bộ là giấy bóng chưa bóc hết. Dữ thế. Sơn zin thì như cả xe này các bạn. Em dám cam kết chưa này 100% sơn zin đấy. Con này 100% sơn zin. Santa Fe ạ, 2018 máy xăng ạ.